Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban An toàn Giao thông Vận tải Quốc gia của Indonesia xác nhận tập đoàn sản xuất máy bay Boeing của Mỹ đã cử điều tra viên tham gia xác định các mảnh vỡ của máy bay mang số hiệu SJ-182 thuộc hãng hàng không Sriwijaya Air của nước này bị rơi vào ngày 9 tháng 1 vừa qua, nhằm làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn thảm khốc trên. Đây là vụ tai nạn hàng không nghiêm trọng nhất tại Indonesia kể từ sau vụ máy bay Boeing 737 MAX của hãng hàng không Lion Air rơi xuống vùng biển Java, khiến 189 hành khách và phi hành đoàn thiệt mạng vào năm 2018. Điều tra viên Yunus Ardanto của Ủy ban An toàn Giao thông Vận tải Quốc gia Indonesia cho biết, một nhóm 8 điều tra viên, trong đó có 4 điều tra viên nước ngoài và 1 điều tra viên của riêng tập đoàn Boeing, đã được cử đến Indonesia để kiểm tra phân tích các mảnh vỡ của máy bay SJ-182, cũng như phối hợp với các cơ quan chức năng làm rõ mọi vấn đề có liên quan. Ông Yunus Ardanto nhấn mạnh rằng nhóm các điều tra viên đã có mặt tại Indonesia và bắt đầu công việc từ chiều ngày 16 tháng 1. Đây là việc làm rất cần thiết để đảm bảo tính khách quan khi đánh giá nguyên nhân của vụ tai nạn. Việc phối hợp điều tra này cũng sẽ giúp cho tất cả các bên kịp thời đưa ra các biện pháp phòng ngừa để tránh một vụ tai nạn tương tự có thể xảy ra trong tương lai. Trước đó, vào chiều ngày 9 tháng 1, chuyến bay mang số hiệu SJ-182 của hãng hàng không Sriwijaya Air đã gặp nạn sau khi cất cánh ít phút và rơi xuống vùng biển ngoài khơi thủ đô Jakarta. Toàn bộ thành viên trên máy bay bao gồm có 50 hành khách và 12 thành viên của phi hành đoàn đã thiệt mạng.